smoke and fuck with my crew. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Linh Xếp Go. Ngày hôm nay thì Linh sẽ đưa mọi người đi khắp thế giới với concept xinh xắn này nhé. Linh ở Đà Nẵng và hiện tại thì đây là cả thế giới của Linh nha mọi người. Có bạn nào đang khao khát được đi biển như Linh không? Được tận hưởng mùa hè. Nhưng mà hiện tại thì không cho phép, Linh sẽ phối một vài set cho mùa hè, cho biển khơi và du lịch trước nhà ha. Mọi người cùng xem nha. Đúng kiểu như đang ở Hawaii luôn ha mọi người. Với cái set đầu tiên thì Linh sẽ kết hợp giữa một áo đang móc màu sắc và một quần ren. Mình phối thêm phụ kiện màu sắc rồi ốc, hến rồi các kiểu nha mọi người. Linh thì chưa có cơ hội được đặt chân đến Hawaii, nhưng đây là cái ước mơ cháy bỏng của Linh. Và Linh sẽ khám phá được Hawaii trong thời gian sớm nhất. Với cái set thứ hai này thì tuy là đơn sắc nhưng mà siêu xinh nha cả nhà. Màu áo này mà mặc với bikini và nằm trên bãi biển của Hawaii là tuyệt vời. Nhìn ra thế giới như vậy thôi, chứ nhìn lại Việt Nam mình có quá nhiều bãi biển tuyệt đẹp. Bãi biển Đà Nẵng này, An Bàng, Hội An, rồi Phú Quốc, Nha Trang. Rất là xịn sò để chị em chúng ta diện những trang phục này và thỏa sức cho mùa hè ha. Và tiếp theo với bộ đồ này thì Linh có cảm giác như mình là con gái của một bộ tộc nào ấy mọi người. Đây quá hợp lý để đi thăm đại bản doanh của người thổ dân Polynesia. Đây là người bản địa của Hawaii. Cùng này thì Linh như khoác lên mình cả một khu rừng nhiệt đới vậy. Linh hy vọng với những cái chia sẻ của mình thì có thể giúp cho những cô nàng có thêm được nhiều ý tưởng cho một mùa hè đầy thú vị này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và hãy nhớ nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Linh ha. Bye bye mọi người.